Lời khai của nghi phạm nổ súng sát hại người phụ nữ trong đêm ở Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do mâu thuẫn nợ nần nên đối tượng đã nổ súng bắn nạn nhân. Sau gần 4 giờ xảy ra vụ nổ súng khiến hai người thương vong tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng Nông Văn Tú, sinh năm 1988, trú tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên là hung thủ gây ra vụ án trên, đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng truy bắt. Trước đó, khoảng 20 giờ 5 phút, Ngày 26 tháng 8, tại tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, Tú đã sử dụng súng tự chế bắn nhiều phát đạn về phía chị Trần Thị Trang, sinh năm 1987, trú tổ 19 phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên và anh Nguyễn Tiến Tùng, sinh năm 1988, trú tổ 21 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Sau đó thuê taxi đi về tỉnh Bắc Giang bỏ trốn. Vụ nổ súng khiến chị Trang tử vong, anh Tùng bị thương nặng và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, truy bắt đối tượng. Tới 23 giờ 15 phút cùng ngày, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được đối tượng tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nguyên nhân ban đầu tú khai nhận là do mâu thuẫn nợ nần với chị Trang nên đã có hành vi trên. Trước đó, chị Trần Thị Trang có vay nợ của đối tượng nông văn tú, trong đó chị Trang có bốc hai bác họ với số tiền là 20 triệu đồng. Tú đã cắt lãi luôn 2 triệu khi cho vay sau đó chị Trang đã trả nợ cho Tú 7 triệu đồng. Tuy nhiên do chị Trang không có tiền trả tiếp cho Tú đã dẫn đến việc hai bên cãi nhau. Nông Văn Tú đã đánh, đá chị Trang khiến nạn nhân gãy tay. Khi cơ quan công an tiếp nhận, lập hồ sơ và giải quyết sự việc theo hành vi cố ý gây thương tích, thì Tú đã bỏ trốn. Sau đó giữa hai bên có thỏa thuận về việc đền bù thương tích. Ban đầu nạn nhân chỉ vay của đối tượng Tú 20 triệu đồng, sau đó phát sinh thêm số tiền lãi, nên đã dẫn đến sự việc đánh nhau qua ước tính số tiền lãi và gốc tại thời điểm trước khi chị Trang bị đánh gãy tay vào khoảng 30 triệu đồng. Do chị Trang đã chết, còn anh Tùng đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức nên vẫn chưa thể lấy lời khai nguồn tin cho hay. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.